Sau hãng tin RT, đoạn video được lan truyền trên mạng hôm 27 tháng 6 cho thấy pháo tự hành Pazen 2000, PZH 2000 đã bị phá hủy gần mặt trận Adiivka, thành phố chiến lược mà Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 2. Khẩu pháo này đã bị máy bay không người lái UAV của Nga theo dõi từ vị trí khai khỏa đến chỗ ẩn nấp trong rừng cây gần đó. Vũ khí tấn công khẩu pháo do Đức cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là siêu pháo 2S7M Manka của Nga. Đoạn video cho thấy lượng pháo của Ukraine bốc cháy dẫn đến vụ nổ bên trong khoang đạn. Quân đội Ukraine đã tăng cường sử dụng PZH-2000 trong quá trình xung đột với Nga. Khẩu pháo này có tầm bắn hơn 40 km, có khả năng tấn công chính xác cao. Theo truyền thống Đức, quân đội Ukraine gần đây đã bắt đầu sử dụng PZH-2000 để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Kiev đã nhận được ít nhất 28 khẩu PZH-2000, song nhiều thiết bị đã bị quân đội Nga phá hủy trong các cuộc đầu pháo và bằng UAV cảm tử. Đầu năm nay, Đức cam kết cung cấp thêm 18 khẩu PZH-2000 cho Ukraine. Tờ New York Times đưa tin, NATO dự định cung cấp cho Ukraine một trụ sở quân sự mới để quản lý viện trợ và vũ khí do phương Tây viện trợ, thay vì con đường trở thành thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington vào tháng tới. Theo các quan chức Mỹ và NATO được tờ báo trích dẫn, trụ sở mới sẽ đảm bảo với Ukraine về cam kết lâu dài của NATO đối với an ninh của nước này và đóng vai trò là cầu nối để ký ép cuối cùng gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo trong tương lai. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và giới lãnh đạo NATO đã đưa ra ý tưởng này như một cách để cho tặng điều gì đó chắc chắn cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh ngay cả khi họ vẫn cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để Ukraina tham gia New York Times đưa tin Hy vọng là lời đề nghị này sẽ làm hài lòng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, người coi việc gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu, dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh xuân sẻ hơn so với hội nghị thượng đỉnh trước đó tại Vilnius, Litva, nơi ông đã bày tỏ rõ sự không hài lòng khi Ukraine không được đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán gia nhập. Bài báo khẳng định. Khi đó, ông Zelensky đã chỉ trích quyết định của NATO không đưa ra lời mời tới Ukraine là chưa từng có và vô lý, đồng thời nhấn mạnh cho một bài đăng trên mạng xã hội rằng sự không chắc chắn về vấn đề này là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của khối. Theo tờ Washington Post, những bình luận này khiến các quan chức Mỹ tức giận các quan chức giấu tên đã nói chuyện với New York Times nói rằng trụ sở chính sẽ đặt tại một cơ sở quân sự của Mỹ ở khu Baden, Đức và đứng đầu là một vị tướng ba sao rất có thể là tướng Christopher Cavali. Phái đoàn hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine (NSATU) dự kiến sẽ tập trung tất cả viện trợ cho Kiev dưới một cái ô các nước NATO cho đến nay vẫn đang hỗ trợ Ukraine trên cơ sở từng quốc gia. Các nguồn tin cho biết Bộ Chỉ huy cũng sẽ điều phối việc huấn luyện phương Tây cho quân đội Ukraine. Các quan chức nhấn mạnh, với tư cách là một dự án của NATO, NSATU sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi Donald Trump, người đã từng bày tỏ hoài nghi về sự tiếp tục ủng hộ Kiev, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Moscow coi việc ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của nước này được triển khai vào tháng 2 năm 2022. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ chuẩn bị ngay lập tức tất cả các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev nếu Kiev rút toàn bộ quân khỏi các vùng Donbass, Kherson và Zaporizhia của Nga và chính thức tuyên bố rằng không còn kế hoạch gia nhập NATO. Đề xuất hòa bình của ông Putin đã ngay lập tức bị cả Ukraine và những người ủng hộ phương Tây bác bỏ. Theo Kiev Post, nguồn cung cấp các UAV nội địa sẵn có, đạn dược theo tiêu chuẩn NATO cũng đã được chuyển tới mặt trận. Quân đội Ukraine hiện đã có hỏa lực ngang bằng với lực lượng Nga, ít nhất là ở mặt trận Bắc Kharkov thậm chí có báo cáo rằng lực lượng chiến đấu của Kiev đã thiết lập được lợi thế về khoản lực pháo binh rõ rệt trước Moscow lần đầu tiên sau nhiều tháng. Các báo cáo chiến trường cho biết lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92 kết hợp với cảnh sát hoạt động đặc biệt và lực lượng biên phòng của Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi trên bộ ở Kharkov. Theo các báo cáo thực địa, cụ thể Ukraine đã thu được một số lợi ích ở thành phố Vovchi, và làng Khliboke, cả hai địa điểm vốn diễn ra các cuộc tấn công lớn của Nga kể từ đầu tháng 5. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ xác nhận lực lượng của Kiev đã đạt được những tiến bộ khiêm tốn nhưng chắc chắn ở cả hai địa điểm trên. Được biết, Ukraine đạt được những bước tiến khiêm tốn trong khu vực Vokchan và các làng Lipsi, Hlyboke, Tiche kể từ giữa tháng 6. Trong một số trường hợp, việc Ukraine chiếm lại các vị trí phòng thủ của Nga đã được xác nhận bằng video và các cuộc phỏng vấn tù nhân chiến tranh. Blogger quân sự thân Moscow và Alexander Slavkov đầu tuần này tuyên bố rằng các lực lượng Nga chiến đấu ở khu vực Vokchan hay Lipsi đã mất thế chủ động và đang phải vật lộn để giữ vững các vùng đất đã chiếm được vào tháng 5. Slavkov cũng nói rằng Kiev đã triển khai các đơn vị tấn công tinh nguyện tới khu vực Kharkov và đang liên tục tăng viện cho họ. Ông Slavkov nói, các xạ thủ pháo binh của chúng tôi giờ đây thấy rằng với mỗi quả đạn mà chúng tôi, lực lượng Nga bắn, Ukraine sẽ đáp trả bằng 20 viên đạn. Cường độ hoạt động của pháo binh Ukraine đang tăng vọt. Nếu chúng ta đang nói về khoản lực phản công, thì họ đang tiến hành các cuộc bắn phá nhằm vào quân Nga từ khai hướng. Họ không hề thiếu đạn pháo. Thủ tướng Seth Pet hôm thứ Ba 25 tháng 6 trong một bài đăng trên X Twitter cho biết, lô hàng đầu tiên trong đợt viện trợ 800.000 quả đạn pháo ban đầu do các đồng minh của Kiev quyên góp vào tháng 4 cuối cùng đã bắt đầu đến được chiến trường Ukraine. Sáng kiến do Praha dẫn đầu đã sử dụng số tiền quyên góp từ 18 quốc gia, trong đó có Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan và Thụy Điển để mua đạn pháo ở bên ngoài châu Âu cho Ukraine. Các chuyến hàng viện trợ của Mỹ cho Kiev cũng được nối lại vào tháng 5 và tháng 6 và đã ưu tiên đạn pháo, đặc biệt là loại cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn. Trong video ngày 25 tháng 6 đăng trên kênh Telegram của mình, phóng viên quân sự Nga Alexander Kot cho biết, nhiều khoản lực vừa được tăng cường, Ukraine dường như đã chấm dứt cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov. Kot nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không thể tiến tới đó, không còn cơ hội. Tình hình là chúng tôi đang phòng thủ, phóng viên quân sự. Các báo cáo chiến trường và hình ảnh máy bay không người lái từ các đơn vị Ukraine đang phản công cho thấy các nhóm nhỏ lính bộ binh của nước này được trang bị vũ khí hạng nặng đang yểm trợ cho nhau tấn công lực lượng Nga. Máy bay không người lái trinh sát bay lơ lửng trên bầu trời khi máy bay không người lái tự sát, súng cối và pháo nhắm bắn mục tiêu. Theo các báo cáo trên cả phương tiện truyền thông quân sự Ukraine lẫn Nga, một phân đội gồm 200 binh sĩ Nga hiện đang bị cô lập và bao vây trong một nhà máy sản xuất ở phía nam Vopchan vào đầu tháng 6. Người phát ngôn khu vực Kharkov của quân đội Ukraine Yuri Pop hôm thứ Tư 26 tháng 6 đưa tin quân Nga đã bị cô lập và bao vây hoàn toàn trong hai tuần. Theo ông Pop, lực lượng của Điện Kremlin đang cố gắng tiếp cận phân đội bằng các cuộc tấn công hàng ngày nhưng đều không thành công. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine AGS hôm thứ Ba 25 tháng 6 cho biết, lực lượng Nga chủ yếu là bộ binh không có xe bọc thép hỗ trợ, vẫn đang cố gắng tấn công ở một số địa điểm trong khu vực Kharkov và khiến tới 200 quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang chấn giữ ở tất cả các địa điểm và đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương so với nhiều người khác ở miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá, bà Galina Prosina may mắn được sống ở Torres, một thành phố khai thác mỏ từng nằm trong khu vực tương đối yên tĩnh của tiền tuyến. Sau đó, đột nhiên, các cuộc tấn công dữ dội của Nga bắt đầu nổ ra và cuộc sống ở Torres cách thành phố Donetsk khoảng 40 km về phía Bắc trở nên xấu đi nghiêm trọng khi tên lửa và các cuộc không kích bắt đầu chút xuống torres trong tháng này porosina và hàng xóm của bà trú ẩn trong các tầng hầm thi thoảng mới trở lên mặt đất để đánh giá thiệt hại một quả đạn pháo dây gần nhà bà porosina không còn internet và điện bị cắt những khu nhà bị cháy đen và bị xé toạc bởi các cuộc oanh tạc của nga tiếng pháo vang vọng khắp những con phố vắng tanh, khói đen bốc lên ngùn ngụt phía chân trời. Bà Prosina, 63 tuổi mô tả, sự gia tăng của các cuộc tấn công gần đây của Nga đã khiến quê hương bà trở thành một thành phố chết chóc, tàn vỡ, nhưng sinh ra và lớn lên ở Torez, bà không muốn rời bỏ thành phố. "Đây là mối ràng buộc rất khó phá vỡ, tôi không thể rời khỏi Torez và đi xa, tôi không thể." Người phụ nữ 63 tuổi nói với AFP trong nước mắt. Ông Alexander Bobri, 41 tuổi, cũng sinh ra và lớn lên và gần như sống cả đời ở Torez, nhưng cửa hàng tạp hóa của ông đã bị xé toạc và ngôi nhà của ông bị phá hủy trong các cuộc oanh tạc gần đây của Nga. Dù không muốn, ông Bobri vẫn phải đưa ra quyết định rời bỏ quê hương. Ông nói, mỗi ngày có hàng chục cuộc tấn công thật đáng sợ khi ở đây, chúng tôi sẽ rời đi. Sau một loạt các cuộc tấn công mới dữ dội của quân Nga, thống đốc Donetsk tuần này đã kêu gọi người dân đưa ra quyết định tương tự như ông Bobri. Điều tốt nhất nên làm là sơ tán để không gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của chính bạn, thống đốc Vadim Filiskin nhấn mạnh lực lượng Ukraine đã phải vật lộn để giữ các vị trí đã nằm dưới sự kiểm soát của họ trong nhiều tháng. Việc Nga nhắm đến Turek đã đẩy lực lượng Kiev vào tình thế khó khăn khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba. Quân đội Ukraine vốn đã kiệt sức và bị áp đảo về vũ khí, đang bị kéo căng hơn bởi các cuộc tấn công mới của Nga và những bước tiến của lực lượng này trên khắp chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Kiev cho biết cuộc tấn công dữ dội của Nga và Torres diễn ra sau một thời gian giao tranh tạm lắng kéo dài. Điện Kremlin vẫn quyết tâm chiếm toàn bộ khu vực Donetsk mà họ đã tuyên bố sát nhập. Một chỉ huy 30 tuổi của một đơn vị quân đội Ukraine được triển khai gần Torres nói với AFP rằng việc ngăn chặn những bước tiến của Nga trong khu vực đang trở nên khó khăn. Nga bị cáo buộc đã thả bom dẫn đường có sức tàn phá khủng khiếp, phóng tên lửa và cử các đội phá hoại nhỏ tiến về phía trước, quân nhân có tên Kus cho biết anh nói thêm rằng các lực lượng ukraina cũng đã thất bại trong việc luân chuyển quân làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của thành phố này cốt thừa nhận đã có một số sai sót nhất định người nga đã phân tích và tận dụng nó các nhà báo của AFP đến thăm Torres nhiều lần khi các cuộc oanh tạc của Nga ngày càng gia tăng đã thấy các công sự của Ukraine đã được chuẩn bị sẵn sàng phía sau thành phố, nhưng Cốt cảm thấy lo lắng về tính hiệu quả của chúng. Quân nhân Ukraine nói, đồng thời chỉ ra rằng Nga đã chiếm được các thị trấn khác cũng được củng cố bởi những công sự như vậy. Các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố chẳng có ý nghĩa gì cả. quân đội Nga tiếp tục triển khai các đợt tấn công và đã đạt được những thành công tại khu vực Kupiansk và Chasovya. Điều này phần nào cho thấy sự hiệu quả trong các hoạt động của các lực lượng Nga. Tại khu vực Kupiansk, phía nam làng Onsani, quân đội Nga đang tiến dọc các vành đai rừng về phía nam, sử dụng các đơn vị súng trường cơ giới với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến được 950 mét và tiếp tục tấn công các vị trí địch dọc đai rừng theo hướng khe núi ở khu vực Chasovya, các nhóm tấn công của quân đội Nga đang đẩy mạnh hoạt động dọc theo con phố Obrasovaya. Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở Kalinovka. Các cuộc pháo kích, đấu súng dữ dội giữa các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Nga. Ở Volchan, thực trạng về vị trí không có thay đổi đáng kể, nhưng các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc theo các con phố Soboneya và Pushkin. Tại những khu vực này, cả hai bên đều đang cố gắng giữ vị trí của mình và ngăn chặn bước tiến của đối phương. Theo hướng Krasnoyarsk và Orekhovsky, quân đội Nga vẫn đang triển khai hoạt động tấn công. Các đơn vị của nhóm quân trung tâm và Donetsk tiếp tục triển khai tiến công, dù chậm nhưng ổn định. Ở hướng Krasnoyarsk, quân đội Nga dựa vào đầu cầu Ocheretsky để tiến hành các hoạt động tấn công vào Vodovitzhenka. Lozovskoye và Progress. Các cuộc tấn công của quân đội Nga được yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ từ các đội pháo tự hành Gyat-CB, pháo D-30 và các đơn vị pháo tự hành Nona SVK. Máy bay tấn công Su-25SM3 vẫn tiếp tục hỗ trợ tích cực từ trên không. Ở hướng Orekhovsky, các nhóm xung kích thuộc sư đoàn súng trường cơ giới số 42 của Nga đang tiến hành các hoạt động tác chiến tích cực ở sườn đông bắc Rabotino. Các đơn vị này gần như đã đánh bật hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi khu vực phía Bắc, vùng Tốc Mác. Hiện tại, các đơn vị của Sư đoàn 42 đang chiến đấu để thiết lập quyền kiểm soát Banka Uspenovskaya cách Rabotino 3,5 km về phía Đông Bắc. Các hoạt động tấn công của quân đội Nga ở cả hai hướng đều đi kèm với hỏa lực và sự yểm trợ trên không dữ dội việc sử dụng nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau bao gồm cả pháo và máy bay tấn công giúp quân đội nga đảm bảo tính hiệu quả cao của các đợt tấn công trên chiến trường